¿Cómo están? Chào tất cả bạn nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Video lần này mình sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm tình học tiếng Tây Ban Nha với tất cả các bạn. Và cái lần này sẽ nói với các bạn về phần đầu tiên. Với tất cả những bạn nào mà yêu thích môn học này và đầu tiên là muốn học học gì thì chính là học phần bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha. Bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha giống như video lần trước mình cũng đã chia sẻ là thường thường là nó sẽ không có sự thay đổi nhiều. Phát âm như nào thì dùng một từ nó sẽ phát âm chính là như vậy, ít có sự thay đổi. Và hôm nay mình sẽ nói một số trường hợp ngoại lệ có sự thay đổi trong việc phát âm trong các từ trong bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha nhé. Từ đầu tiên ấy, mình sẽ nói qua là những cái từ mà nó khác mà không có trong bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Từ hô tà, hô tà mình có đọc thành hát, mình có đọc là khờ, hê phề hoặc là khê phề, không có sự khác biệt gì quá lớn và cả hai đều dùng như nhau. Các bạn không phải sợ là mình đọc sai nhé. Và cái từ thứ hai là ê nhề. Ê nhề rất là dễ, niñas, niños. Và ê nhề này đọc như là chữ ê nhờ của Việt Nam. Chữ thứ ba là r. Chữ r này thì đọc hơi khó, có một số bạn sẽ không thể đọc được. Thế nhưng mà các bạn hãy cố gắng tập đẩy hơi thật mạnh ra và cong lưỡi lên. Tập đi tập lại thì các bạn có thể đọc được cái chữ này thôi. R. Từ tiếp theo là cái từ LL thì sẽ đọc như là J. Và nó đôi lúc giống với từ phát âm của chữ Y dài, J. Và mình sẽ vào trường hợp ngoại lệ đầu tiên nhá, là chữ Y dài. Tại có lúc chữ Y dài này sẽ đọc là J. Và có lúc chữ Y dài này sẽ đọc là Y bình thường. Khi nào thì nó sẽ đọc là J. Khi mà nó đứng ở đầu của một cái từ nào đấy, ví dụ như là yo me llamo Ngân, yo me llamo Ngân, tôi tên là Ngân. Và từ nữa là cà rô, thì đấy là trường hợp đọc là r. Còn nếu mà trường hợp đọc là y ngắn ấy, ví dụ như là soy, yo soy de Việt Nam, tôi là người Việt Nam, yo estoy en casa, tôi đang ở nhà. Hoy, hôm nay, hoy, yo estoy aquí con ustedes. Ngày hôm nay thì tôi ở đây cùng với tất cả các bạn. Đấy là một số ví dụ đơn giản về cái trường hợp ngoại lệ của chữ Y dài. Trường hợp tiếp theo là chữ Zeta, phát âm của chữ Zeta. Tất cả những cái từ sau này. Tha, se, si, so, su. Tha, se, si, so. Mình sẽ đều phát âm là seta. Sa, ví dụ như là plaza. Sa, se, ví dụ như là acentos. Si, gracias. Sora. Su, zarzuela. Trường hợp mà phát âm của chữ K, những từ nào có thể phát âm là K. Ka, ke, ki, ko, ku. Ka, casa. Ke, ke, ki, aquí. Ke, ke, ke pasó. Chuyện gì xảy ra vậy? Ku, Cuba. Cuba, tên nước Cuba. Trường hợp tiếp theo này là chữ chờ, chờ. Trường hợp nào thì sẽ phát âm là chờ, giống như là chờ của mình ấy, là sẽ cha che chi cho chu, cha che chi cho chu. Ví dụ nhé, muchacho, muchas gracias, muchísimas gracias. Các bạn có thể đọc nhé, mucho, nhiều, muchísimas gracias, cảm ơn rất nhiều. Muchachas, bạn gái, muchachos, các bạn trai. Rất là nhiều từ đọc vậy. Cả cái trường hợp nữa là chữ H, viết là H trong tiếng Tây Ban Nha thì đều đọc là âm câm. Ví dụ các từ viết là ha, he, hi, ho, hu, đấy là mình sẽ đọc theo kiểu Việt Nam nhé. Thì trong tiếng Tây Ban Nha sẽ đọc là a, e, i, o, u. Ahora ahí hemos hubo. Và các bạn nhớ là phải viết khi là đọc là ola, nhưng các bạn phải viết có chữ h vào nha.
Bởi vì nếu như mà bạn đọc là Ola nhưng bạn lại viết không có chữ H thì nó có nghĩa khác rồi, các bạn chú ý nhé. Cái cuối cùng mình sẽ nói là phát âm của chữ B của Việt Nam và chữ V của Việt Nam. Thì trong tiếng Tây Ban Nha sẽ không phân biệt B, V mà sẽ cùng đọc như nhau là B. Ví dụ, por favor, mình sẽ không đọc là por favor, sai các bạn nha. Bello, bello, ba cả, tất cả đều đọc là B. Đây là những cái trường hợp đặc biệt nhất trong bảng chữ cái mình vừa giới thiệu xong cho các bạn. Thế các bạn chỉ cần lưu ý những cái điều đấy thôi là các bạn có thể biết được cách đọc của tiếng Tây Ban Nha, biết được cách phát âm của tất cả các từ ở trong bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha. Vậy có gì các bạn thấy có gì thắc mắc hoặc là có gì chưa hiểu, các bạn có thể comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.